Hồ với lại Đàn nè, lần đầu tiên lái xe ba gác. Thấy ra lái được Đạt? Thấy lái được không? Có. Ừ, xe Đạt là cái gì đó, cái gì nó cũng kêu trên đó, chỉ có kẹt nó không kêu thôi à. 300.000 đồng, tổng cộng là 2.300.000 đồng, thì mình sẽ chuyển tiền cho chú Tuấn, chứ mình không có tiền mặt, tại vì ngân hàng bây giờ làm rất khó. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Vũ tên ở Canada đã đồng hành cùng Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay, và xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ Bùi Hồ đến thời điểm này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ cùng với lại Đạt sẽ thu gom rau củ để mà cùng với một cô chuyển vào khu phong tỏa của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đó cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì giờ này Đạt đi sửa xe nè, và quay cái hành trình mà Đạt sửa xe cho cô bác quý anh chị xem, chiếc xe mà huyền thoại luôn á. Mới mua hả? Ủa sao mình không hàng sát vô? Có nhiều người ta hỏi là tại sao không thôi cái chiếc xe tải, thì cái chiếc xe này đi vô được, cái chiếc xe tải thì nó đi cái đường lớn không hay Đạt ha. Và chiếc xe này ngày xưa giờ chắc cô bác của anh chị không có gặp cái chiếc xe chở rau củ nào mà nó độ hơn chiếc xe này. Này là mình thường ngày ngồi ở đây, và cái miếng này trắng này là trắng rau củ để chở ba cái Đạt làm ba cái chở ba cái dàn giáo á, nên là thử là chiếc xe nhìn nó tồi tàn lắm. À Đạt ơi, có hàng bên đây không Đạt? Hôm nay có hàng đây không? Nhưng mà sao không mình không lấy cái miếng trắng giống đều đó đó? Nó mình lên nhiều quá nặng xe nó nặng lắm. Vậy hả? Cái miếng này nặng hả? À, bây giờ hàng chiều nay chuẩn bị mình sẽ chở 400 kg dưa với lại khổ qua với lại chanh để gửi cho một cái cô ở xã mình, và chiều nay sẽ tập kết đi phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Sáng sửa xe trưa đi, nghe hay tin chiếc xe kia hư nữa kìa. Dạ. Thợ này là thợ hàng chánh cống luôn, thợ khoan, thợ hàng dù gì được tùm lum á. Ôi sao không đóng đinh đi? Đinh sức. Thợ này là thợ hồ, thợ hàng, thợ bê gì đó. Đợt này vợ chưa chửi đó. Ngon không? Dạ, vợ ốc đây. Đâu, đâu rồi? Đây. Rồi ra. Hả? Đâu có. Rồi chưa? Vợ hiểu thì vợ không bao giờ vợ chửi. Hả? Giận đó nha. Ừ. Xuống nha. Mày nhiêu ký? Chiều nay thì tại chiếc xe này á chở có 400 kg, nên mình không có nhờ anh Vũ hỗ trợ, chứ mình nói anh Vũ là anh Vũ chạy liền luôn á. Thế nè. Ồ, hàng lỡ đây cũng chắc ghê ha Đạt ha. Ốc bự luôn cứng. Vậy hả? Này chở được 3 bao đó ha. Hết nghe tiếng đùng đùng. Nhưng mà cái này nó ấy không? Này nó bung. Mỗi một hộ như thế này là con bó gì đây hả? Ừ, hộ dạ, bó là được ừ. Con bó này là ngon ha. Cái này có dưa leo, nấu với dưa leo ngon lắm á. Dưa leo cải gì nấu cũng ngon. Dồn lại mà. Dạ. Rồi này nấu dưa cải đó là ngon đó. Cái này ha. Giờ phải lên lên rau củ, một xe rau củ luôn, xe tải. Xe mình tấn. Ông ơi. Xe 2 tấn không không? Đã, mấy bữa thứ 7 này là phải sợ nhỏ đâm đó. Đâm mấy cái kia. Nhung có bẻ qua nên bao nè. Nhiều đây cho lá nhiều lắm á, lá này nó canh nhiều lắm á. Tại vì cái này là nó tư rồi nè, nó tư rồi cái thành ra cái mình đưa vô cái nồi canh ngon. Dạ. Cái nếu mà nó vàng đấy nó cơm đầu cái người ta bóp, người ta tuốt cái này là ta bóp cái dập dập vậy nè, nó sẽ ra là cái nước nó ra màu xanh là nó không có bị ấy không. Dạ. Cái này là món nồi canh là vua. Miếng tép nữa ha, hay là hoặc là miếng thịt bầm 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 đưa vô. Chanh cỡ này em mua như tí hả? Chanh hôm nay ta cho. Cho không? Cho dạ, chanh ta cho.
mà người ta làm ở cô phải hôm trước cô biết người ta cho nguyên công chanh luôn á. Dạ. Làm gì? Làm gì? Cô bác quý anh chị, hôm nay vừa vùi hồ ngồi lên một cái chiếc xe này nè. Ôi nhìn cái hộp xe và biển số xe nè, ghê thiệt. Và không biết cô bác quý anh chị có thấy không? Này không có cái ghế ngồi luôn á. Đạt chơi cả ngày đi theo Đạt cả ngày chơi tiêu tỷ rồi Đạt. Tay với Đạt luôn á. Đâu bột bắp đâu? Bắp này ai nấu hả? Nhà đó. Này thức ăn bữa nay đó hả? Ừ, chưa nấu bụng ăn á. Vậy hả? Review chiếc xe này cô bác quý anh chị, cái này mà gỡ ra được nè. Đúng không? Nay review chiếc xe chở vào thủ hiện đại nhất nước Việt Nam luôn nè. tao chạy được rồi. Hả? Đâu số 1 cũng 46 cái gian bình thường. Nè, cầm nè. Nay do tài xế chạy nha. Rồi. Lớp số 1 bình thường. Mà cá sao? Đó, nghe em chứ. Hả? Còn lại nha. Đi đừng lỗi nha, nó lỗi thắng là không được á. Dạ. Cái đường này phải chạy ra để mà chính quyền ngăn chặn lại mà con hạn chế đi lại từ xã này qua xã kia. Ở đây là Bùi Hồ với lại Đạt nè, lần đầu tiên lái xe ba gác. Thấy ra lái được Đạt? Thấy lái được không? Có. Ừ, xe Đạt là cái gì đó, cái gì nó cũng kêu trơn á, chỉ có kèn nó không kêu thôi à, không có kèn, không có kiến hậu luôn. Cho cô bác quý chị xem nè. Đây chiếc xe đây. Đèn không kêu, đèn không sáng à. Cô bác quý chị tiếp tục hành trình để Bùi Hồ cùng với lại Đạt. Hôm nay thì chỉ có hai anh em thôi để thực hiện một cái chuyến gom rau củ để chuyển về Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, cùng với một cái chuyến hàng để mà hỗ trợ cho bà con bị phong tỏa. Và hôm nay thì cái chuyến hàng này thì Bùi Hồ sẽ trích quỹ một tỷ dấu tên ở Canada một cho bà con. Không có bác quý chị cùng theo hành trình Bùi Hồ đó. Hồi lâu thì hai anh em cũng đã tới, cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì hành trình cũng khá là gian nan khi mà qua rất là nhiều trạm kiểm soát và cũng như là chốt kiểm dịch, nên thành thử là thời gian anh em đi có vẻ là khá lâu so với thời gian dự kiến ban đầu. Tại vì tranh thủ hôm nay chỉ có 500kg nên hai anh em tự chở luôn đó. Và nhờ cho Đạt anh lái để cho Đạt chạy nhanh hơn nè. Đó chưa, mấy phút nữa? 1 phút nữa. Hôm nay có hai người mệt không ta? Thân. Sáng nữa ngồi đi, anh chạy cho Đạt ơi. Ha. Em chạy làm anh đau lòng quá. Quay cho cô bác quý anh chị thấy chút xíu thôi. 8, 500 rồi. Nhiêu rồi? 29, 27 rồi. 27 rồi.
Hôm nay chở ngon lành mà. Nó nói em Đạt sẽ thí nghiệm cho anh chạy nha. Đứng đây chẳng đầu thôi. Ôi, xong. Ôi. 9327 30 34 34. Còn mấy bịch đó? 6 bịch nữa hả? Cái này được sự giúp đỡ có chị ở Canada nè, ha. Cái này tổng cộng nha. Cái này 400. 400 hả? Ừ. 6 bịch. Vậy là tổng cộng 450 hay gì? Ừ. Cái gì? Ừ, hỏi chú Tấn nè. Vậy là 400 dưa leo hả chú? Để dưa leo để sao nè, để cái khổ qua dạ. Để đây nè, nó dập ba khổ qua đúng không? Chứ 50 khổ qua. Đó. Ôi hôm nay là chở em rồi. Khổ qua mình nhét nó đi để nó dập không? Đây con nhét đây. Ờ. Đây. Đó. Để xi ngang. Ờ vậy đó. Đây. Đây. Đi con qua đường đi chú Đứng rồi. Ơi. Này. Ở này khỏi gàng ha. Ồ nay làm cái thùng này hiệu quả. Từ khi nó gãy miếng dán. Cô bác quý anh chị, đây là cái hóa đơn mình mới mua được nè. À, 400 cái dưa là 5.000 đồng một ký là 2 triệu đồng. Nay lên 1.000 đồng một ký. Hôm qua thì hóa đơn kia thì chỉ có 4.000 thôi vì dưa khan hiếm đó. Nên hóa đơn này nên hôm nay dưa nó lại tăng giá. Thứ hai là 50 khổ qua 6.000 đồng một ký là 300.000 đồng. Tổng cộng là 2.300.000 đồng. Thì mình sẽ chuyển tiền cho chú Tứng chứ mình không có tiền mặt. Tại vì ngân hàng bây giờ làm rất khó. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Vũ Tên ở Canada đã đồng hành cùng Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ Bùi Hồ đến thời điểm này. Dạ. Chạy hay gì? Ai chạy? Ai chạy? Chạy chạy đi ông ơi. Ông là bộ ông hỏi chạy hay gì ha. Rồi hôm nay hành trình có hai anh em Đạt sức mồ hôi luôn rồi. Ư cái áo vợ mới mua rồi. Đây cô bác có anh chị đấy không. Rồi sau lưng mình là dưa leo với cổ hoa. Hôm nay chỉ có hai anh em thôi. Tại vì số lượng rất là ít. Nhưng mà xe hôm nay là chạy ngon hơn Đạt ơi. Ha. Chạy về để chắc lên xe tải để chuyển đi khu cách ly của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Và mình Bùi Hồ thì không có đi, đi ở nhà để cho cô kia đi thôi. Đó, ngang cái điểm này là bên đây mình đang đi là xã Tân Long, bên đây là xã Tân Bình. Để qua một cái chốt kiểm soát như thế này. Xã cách ly với xã đó. Vô cung đường này là phải nói là thôi cung đường thêm lấy thêm cô này cho lá tía tô nữa nè cô bác quý anh chị với lại chanh ở đằng sau. Bây giờ tiếp tục để chuyển lên xe bãi thôi, chút xíu nữa chắc nhờ Đạt chắc lên giùm á. Ông chán ông này ông nói là ở đây rồi mới đi luôn. Gọi là xe này nó đậu ở đâu trước đó qua có đâu có lại đây không lại đây luôn nó chạy sao này. Nó chạy ra sao kìa. Dạ. Bây giờ là úp đồ gom đồ được nhiêu à? Này là đi khu nào úp? Ở gần Mỹ Phú. Mỹ Phú, Mỹ Phú của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Xe tới kìa. Dạ xe tới rồi. Cái này là giải dọc nè. Mình chắc thì nhiều lên đi, sợ còn nhiều lắm nha. Tại mấy cái bao ấy nữa kìa nhiều lắm à. Giờ này, bây giờ lên, cho đi, bây giờ lên đó đây rồi bắt đầu đưa ba đồ nhẹ chồng lên đó luôn. Rồi đúng rồi mấy cái bó đó đó. Ừ. Ba cái bồn gót này cái nằm ở trên. Khủ qua cũng đưa trên nữa. Khủ qua đưa trên luôn. Tại còn nhiều lắm á. Chắc khủ qua lên đi rồi tới bồn gót nè. Ừ tới bồn gót lên trên đi hả cái này vừa leo lên. Còn nè. Để được rồi giờ từ từ. Chắc đó đi dọn qua đây đi. Quay trái. Ừ, chậm. Quay hướng này phải không? Dạ. Rồi lên trên tiếp đi. Thầy nhóc ơi. Thầy nhóc luôn đó con. Luôn á. Nè chiếc xe này dữ luôn. Đúng là chiếc xe này là ok mà kệ. Xe này đâu 2 tấn rưỡi rồi nè. Thầy cứ mình đất của mặt này cứ ăn nữa à. Ừ. Rồi bùng nó không? Rồi. Rồi lên trước không?
Đứng rồi, đứng rồi. Đứng rồi. Ồ, đứng chứ gấp thôi. Đứng gấp gì đứng. Hết pin hay gì hầu ơi. Dạ dạ dạ. Đu, cái đó gì mà bắt ma? Đu đủ. Đu đủ đem lên. Khiên đủ thấy lên. Không, bộ 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 ngót còn mấy bó. À, hết ba bộ ngót. Bộ này đó. Năm bó để sao cho nữa, để sao ém luôn. Đừng đừng chắc lên đó. Không chắc nữa, sao hết mày. Không có để cuối cùng hết rồi ém. Nó còn ém trên nóc kìa. Phải đưa nóc đi. Một bao đó lên, bao đó lên. Ừ, cho đưa lên đấy. Đẩy mình vô đặt. Ừ, cho nằm nóc đi. Đẩy nhóc, xe luôn. Cột lại, cột lại. Cam không lên. Còn không? Còn một nốt nữa nha. Rồi. Một nốt còn nhiều lắm. Có cái bố chạy không? Có. Còn đang ghé nhà không? Rồi máng lên, máng lên. Không chết đâu sợ. Chết mà thịt rồi. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Một này nữa xong, giờ đủ luôn. Còn này còn thì xách lên luôn đi. Vậy là các em đóng cửa. Dạ. Rồi đóng cửa đi, đóng cửa rồi được rồi. Quá, cái xe này quá im hay Út. Có hai bọc đó nữa chứ. Rồi. Tính từ luôn. Cảm ơn anh tài xế luôn.